nằm trên yên xe, hai chân vắt chéo rồi lao vút trên đại lộ Thăng Long, thành phố Hà Nội. Đoạn clip này sau khi được lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người xem bất bình vì hành vi lái xe nguy hiểm của nam thanh niên này. Theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 23 tháng 2 năm 2024, Công an quận Nam Từ Liêm tại thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự Bùi Thái Sơn, 27 tuổi, trú tại xã Sông Rây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo cơ quan công an, trước đó khoảng 16 giờ ngày 18 tháng 2, Bùi Thái Sơn điều khiển xe máy đi vào đại lộ Thăng Long từ lối hầm chui Trung Hòa hướng đi Hòa Lạc. Sau đó, người này nằm trên yên xe đi vào cao tốc. Hành vi này đã bị camera hành trình của một ô tô quay lại, rồi sau đó đăng tải trên các trang mạng xã hội và báo chí. Công an quận Nam Từ Liêm sau đó đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội xác minh và làm rõ hành vi vi phạm của Bùi Thái Sơn. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận toàn bộ hành vi điều khiển xe máy như trong clip và khai nhận thường xuyên có hành vi điều khiển xe máy tương tự khi tham gia giao thông. Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.